lâu không? Hôm nay mình đi bơm bánh xe đó. Không biết làm sao sáng ra chạy đoạn cái xe nó nổi lên như vậy nè đó, nó thấy cái cục màu vàng vàng tròn 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 không, chỗ số 7 không đó, sáng nó nổi lên cái cục đó với cái hình chiếc xe là có 24 bánh, nhưng mà nó chớp chớp màu vàng hết 2 bánh, còn 2 bánh màu xanh, 2 bánh màu vàng, 1 bánh trước 1 bánh sau đó. Bây giờ hết giờ làm, giờ này là mấy giờ? 4:30 chiều. Bây giờ hết giờ làm là tranh thủ để nó đóng cửa nè. Bây giờ mình đi lại chỗ, không biết là mình nên ghé qua chỗ mà nó làm về chuyên môn về bánh xe, hay là mình ghé qua cái chỗ mà của hãng Hyundai mà nó service. Không biết nói sao ha, không biết nên lại chỗ nào, nhưng mà chỗ nào á, bên hàng này á là nó bơm hơi cho mình á, là nó bơm hơi cho mình là nó không có lấy tiền đâu nha. Nó có nghĩa là kêu bằng tiếng Hàn, kêu bằng service, tiếng Việt nó kêu bằng cái gì ta, tạm thời là khó quá bỏ qua đi, nhưng mà nó không có lấy tiền, nó chỉ có bánh xe mình lủng cái giá cho mình, hay là cái vòi xe của mình nó bị hư gì đó, nó xì thì nó thay cho mình, mới ăn tiền thôi. Còn nếu mà nó bơm hơi cho mình là không bao giờ lấy tiền đâu nha. Nhưng mà chắc có thể là mình chạy vô cái chỗ mà của cái hãng Hyundai nè, cái hãng của xe, chạy vô đó thử. Nếu mà chỗ đó có xe đông quá thì mình chạy qua bên chỗ mà Hàn Quốc Tire, có nghĩa là chỗ cái chỗ mà nó làm chuyên môn về bánh xe rồi đó. Dán vô mông đi, dán vô mông đi. Đó, bây giờ đèn xanh nó thấy không? Đèn xanh đèn đỏ của Hàn Quốc cho mọi người. Ở Việt Nam mình đèn xanh đèn đỏ như thế nào ta? Có như của Hàn Quốc không ta? Đi da da đi 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 đi. Ở đây là mình ở nông thôn mọi người ạ. Ở cái khu này ngày xưa nó là một cái vùng quê hẻo lánh của người Hàn Quốc, nhưng mà khi mà cái công ty rụp dầu và nó đóng đóng đô ở đây á, thì từ đất quen, đất bỏ trống, đất mà có nghĩa là giống như Việt Nam của mình ngày xưa là người ta nói là cắm cột đó, ai muốn muốn cắm nhiều cắm, ai muốn lấy nhiều lấy đó. Ngày xưa nó cũng giống ở bên Hàn này, nó cũng giống ở Việt Nam của mình vậy đó, đất hoang không à, ai muốn lấy nhiều cắm nhiều làm nhiều thôi, đúng không? Nhưng ngày xưa đất không có giá trị, đất cỏ, đất 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 gần gú không à, nên là người ta không có thèm lấy đâu, không thèm lấy đâu. Nhưng mà bây giờ hên cái là cái khu của mình ở là nó vô cái công ty lọc dầu, nó vô nó cắm trại đây nên là cái đất này bỗng dưng đất hoang, đất bỏ đã trở thành đất bạc tỷ, nó nói là đất 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 vàng đó. Nó cũng giống như Việt Nam thôi, giống như là mấy công ty lọc dầu nó ở Việt Nam mình đó, mình có đến mấy công ty lọc dầu Việt Nam đó, đất hoang đất bỏ trống không à, mình định mua vài mét, ai nhà nó hỏi nhiêu mét, 100 triệu mét, ông nội bà nó hét ơi là hét luôn, nó hét giá thì mày ớn luôn á, hỏi nhiêu mét, 100 triệu mét, người tái mặt luôn á. Trong khi đất đó hả, mình nhìn cái hả, trời ơi, cây hồng trái hay là trái luôn. Nếu mà công ty lục dọn về đó hả, cho quýnh quýnh chết luôn á, quýnh banh xác luôn á, quýnh là nằm một đống luôn, chôn tại chỗ luôn á. Đây là nhà thờ, cái nhà chắc chắn là nhà thờ đó mọi người. Bên đây là đa số là đạo Thiên Chúa nhiều. Đi 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 đi. Thôi giờ mình đi vô chỗ mà chỗ nào đi, trời quẹo bên đây hay quẹo bên kia, trời thôi không quẹo đâu, chạy thẳng đi. Mình đi vô chỗ mà hãng của Hyundai á, hãng nó cũng đâu có lấy tiền đâu, ở bên đây cũng không có lấy tiền, nhưng mà mình chạy lại hãng đi, tại vì kẹt xe là biến quẹo. Hôm nay là thứ bảy, ủa lộn, hôm nay là thứ hai,
Nó bị lủng bánh xe, không biết lủng hay là bị xì hơi nữa, chắc có thể là cái dội xe, cái bằng cái gì đó, đều biết tiếng Việt kêu bằng cái gì. Đây, anh đây. Đây là Hyundai 60 mọi người ạ. Bên đây ở bên hàng sướng lắm nha mọi người. Mọi người mà xài Samsung hay là chạy xe hãng Hyundai hay là kia gì đó, là mấy cái chỗ mà service này nè, mấy cái chỗ mà nó sửa cho mình đó. Và mẹ nó báo cái xe coi cái mùi nó đang dở nữa. Nó cái mùi của mày đang dở kìa, đóng môi lại mày. Trời ơi, bây giờ chết đi, mình xuống mình hỏi nó có liền không, liền mình chạy qua bên kia. Anh ơi, xe được chưa kìa, thả đám nè xe. Thấy không, xuống mà nó lại nó đứng lên, nó thấy xe mình vừa vô là nhiệt tình lắm. Nó thấy xe mình vừa vô là phải không, là mình mở cửa ra là xin chào, là mình vừa xuống nó leo lên xe. Đấy, tự nhiên đang quay ai gọi vô tắt ngang điểu. Vô làm liền luôn hả? Ở mọi người thấy không, nhiệt tình lắm. Sống ở nước ngoài sướng hơn sống Việt Nam nhiều luôn, nói thiệt đó mọi người. Đưa vô là nhiệt tình đón tiếp luôn, vừa bước xuống xe rồi cúi đầu chào, xin chào quý khách, quý khách cần làm gì. Rồi tôi trả lời, xe tôi nó bánh nó bị xì hơi rồi. Anh ấy vậy hả, phóng xe đem đi bơm liền. Nhưng mà thật sự là mình không có kêu nó coi bánh xe coi có lủng không để bơm thử thôi. Nếu thí dụ như mà về mai nó xì nữa là nó bị lủng không xì. Nó bơm, nó lên nó coi nè, nó coi là bơm hai bánh. Nó bơm xong rồi đó. Đây là hãng Hyundai. Hyundai service. Service có nghĩa là chỗ sửa. Cái gì kêu bằng tiếng Việt mình kêu bằng gì, chỗ ông bà nó nếu biết là cái gì. Ở Việt Nam đâu có chạy xe hơi đâu mà biết rồi, cái chỗ mà sửa xe hơi kêu bằng cái gì thì kêu bằng chỗ sửa xe hơi đúng không, xàm lưỡi. Tụi nó chạy một vòng, nó để tụi chạy, tao chạy một vòng sao. Thế xe á? Nhiệt độ giảm thì nó giảm, không giảm thì nó giảm. Ừ. Xin chào, cảm ơn. Ai đồ đây. Không, chị không có nói xe mày không có sao hết, cái bánh không có sao, không có vấn đề. Ây à, bây giờ là về thôi. Bi bi. Các bạn thấy không, không phải như Việt Nam đâu, bơm bánh xe cũng ăn tiền nữa. Bay cho tao đi cái tụi bay. Giờ này là giờ tan ca mọi người ơi. Ở trong đó nó đâm ra là chỗ công ty lọc dầu hồi nãy mình nói đó mọi người. Cái này nó tan ca đó. Rồi nếu bà tụi bay không cho tao qua là tao đâm đầu đại qua là tụi mày chịu trách nhiệm. Lũ khốn nạn thiệt. Giờ này là giờ cao điểm, giờ tan ca. Giờ mình lủi lủi qua thôi, nó mới nhường mình qua chứ thôi biết nào nó nhường mình qua. Đó. Thấy không? Vậy mà nó không nhường cho qua nữa không? Khốn nạn thiệt. Mà nó
Tăng đi, tao liều mạng rồi đó, tăng đi. Mẹ kiếp tụi mày. Ôi giời. Từ hồi đó mình hiền lắm á, không biết chữ thề là gì luôn á. Từ ngày lấy xe giờ hết chữ thề quá trời luôn á. Trời ơi, đóng cửa lại nó không thấy mình dán kiến xe, mình dán kiến nó không thấy đó, chứ không phải chi mà mình không dán kiến nó thấy nhung nhang của mình là nó thắng lại một đống rồi nó nhường cho mình qua liền. Mấy thằng hàng dê lắm. Dê chó. Nhưng lại chừng khoảng một phút là do tao qua rồi à. Nó chạy cái không có con sơ nữa thì sao á. Đút cái đầu ra luôn mày ngon mày đụng đi. Lái xe là mình phải chịu chơi vậy đó. Chứ nhát nhát là không bao giờ đâu. Đậu 10 năm sau mới mấy cái giờ mà cao điểm mấy xe nhiều này mà đậu 10 năm sau mới chưa cho mình đi. Đúng mọi người. Thiệt tình. Đi 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 đi. Mình ăn len luôn. Cái đám quỷ bên kia